chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để Thiếp lo ra giúp bạn. Đối với trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên, bé đã bắt đầu quá trình tập ăn dặm. Vì vậy, một lời khuyên cho mẹ là mẹ nên sử dụng những loại bánh ăn dặm để giúp bé có thể tập nhai cũng như là tập nuốt, đồng thời còn giúp bé có thể tập cầm nắm một cách dễ dàng hơn. Đây cũng là một trong những thực phẩm giúp hỗ trợ bé tập ăn dặm một cách vô cùng hiệu quả. Hôm nay Kip Plaza sẽ giới thiệu tới các mẹ dòng sản phẩm bánh ăn dặm của thương hiệu Wakodo. Đây là một trong những sản phẩm bánh được sản xuất trên công nghệ tiên tiến cũng như là hiện đại tới từ Nhật Bản ạ. Với sản phẩm này sẽ giúp cung cấp lượng canxi cũng như là sắt, đồng thời cung cấp thêm các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển của bé trong giai đoạn ăn dặm. Bánh ăn dặm Wakodo được làm từ những nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên cũng như là rất an toàn cho trẻ nhỏ, giúp cung cấp lượng dưỡng chất cần thiết cho bé. Đồng thời đây là một trong những thực phẩm giúp hỗ trợ bé ăn dặm tập ăn dặm một cách hiệu quả nhất ạ. Bánh ăn dặm Wakodo được thiết kế với nhiều hương vị khác nhau nên cho mẹ có thể dễ dàng lựa chọn cho con yêu. Như các mẹ có thể thấy trên tay tôi, đây là bánh gạo cá cơm, được làm hoàn toàn từ nguyên liệu cá cơm cũng như là rong biển, có hương vị đặc trưng giúp bổ sung sắt cũng như là canxi trong quá trình phát triển của bé. Đồng thời bánh rất nhẹ và mềm sẽ giúp bánh có thể dễ tan trong nước bọt của bé nên mẹ có thể hoàn toàn yên tâm không sợ con bị hóc hoặc là bị nghẹn trong quá trình tập ăn ạ. Mẹ cũng có thể lựa chọn nhiều hương vị khác nhau cho con yêu, như lựa chọn hương vị bánh gạo với vị rau ạ. Hoặc là có thể lựa chọn hương vị format ạ. Với thượng được thiết kế rất dễ tiện cho bé cầm nắm, sẽ giúp bé tập cầm nắm trong quá trình ăn dặm cũng như là tập cầm thức ăn để cho vào miệng ạ. Đây là những dòng sản phẩm hỗ trợ cho các bé từ 7 tháng tuổi trở lên. Đồng thời Wakodo cũng sản xuất những loại bánh dành cho các bé từ 9 tháng tuổi trở lên. Khi các mẹ có thể thấy đây là loại bánh vị khoai lang dành cho các bé từ 9 tháng tuổi. Được sản phẩm được làm hoàn toàn từ nguồn nguyên liệu khoai lang cũng như là trong quá trình chế biến được sử dụng thêm trứng gà và đậu phộng sẽ giúp bé có thể bổ sung thêm lượng protein. Ngoài ra thì được thiết kế dạng thanh sẽ giúp bé có thể dễ dàng cầm nắm hơn. Với các bé từ 9 tháng tuổi trở lên, mẹ cũng có thể lựa chọn loại bánh bồng cốm gạo này cho con ạ. Được làm hoàn toàn từ nguồn nguyên liệu gạo Nhật Bản, sau đó được chế biến dưới áp suất cao. Những hạt gạo sẽ lở phồng, giúp bánh xốp và nhiều quý khí hơn. Đồng thời với cấu tạo đặc biệt, bánh sẽ mềm khi gặp nước bọt của bé, sẽ giúp bé hỗ trợ nhai cũng như là nuốt một cách tốt nhất, mẹ không lo bé bị nghẹn ạ. Cùng với đó là bánh gạo này cung cấp bổ sung các chất đạm, chất béo và năng lượng cần thiết trong quá trình mọc răng cũng như là trong quá trình bé phát triển từ 9 tháng tuổi trở lên ạ. Hy vọng với dòng sản phẩm bánh ăn gạo Wakodo này sẽ giúp mẹ có thể hỗ trợ bé tập ăn dặm một cách hiệu quả nhất cũng như là cung cấp đầy đủ lượng dưỡng chất cho bé hàng ngày trong quá trình ăn dặm ạ. Hiện sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng của hệ thống Kip Plaza. Mẹ có thể truy cập vào website kipplaza.vn hoặc gọi điện tới số hotline